Đêm đó em không ngủ luôn mà. Nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Cảm mắc giác vui. Vậy nè. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Rồi còn nói nhiều không? Cái bữa tối không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là hành động. Chỉ làm việc thôi. Dạ. Em tên là Lê Thanh Minh. Nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Như vậy gì, giỏng giạc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện nè. Đúng không? Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. Cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. Nè, tổ chức sự kiện xong không có MC đâu, ổng nhào lên làm MC luôn. Dạ, đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị. Không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị, làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không dính lưới. Tình cảm quá đặc biệt là luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ. Thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chết Cần Thơ luôn, Bình Minh. Cách nhau một cây cầu Cần Thơ rồi. Dạ. Xui sao mà hai người ngồi gần nhau. Chung ghế luôn. Hên chứ. Dạ. Hên sao vậy? Hên sao? Hên sao á. Tao ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á vậy. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không hợp dạ, tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mặt dạ, không hề biết. Đúng không? Vậy em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà bằng, nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế đó. Tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Không quen biết cái đâu mà ăn trưa. Cái này. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày. Là gì có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Thấy có đụng tay đụng chân nhiều. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó. Tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng rồi. Không, em ngủ, em giả bộ ngủ chứ em không hề buồn ngủ. Rồi dựa vô cái là thô ra. Trời ơi, kỳ hết sức. Rồi bây giờ em ghê thiệt luôn. Dạ. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ. Lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Mà ngủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ, có mấy loại cà phê mà, cà phê giỏng nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum, cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ, em mà lại rủ vô đó. Dạ, em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tum. Mà em có biết cái vụ cà phê tum, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ đi điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đầu cái xe. Rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tum. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi là gì là có thích em chứ. Có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì tao vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không?
lắm, ổng vô ổng kéo màn hại nửa phân nửa thôi. Ý là lịch sự thôi, mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn cái phân nửa thôi. Biết khôn á, em cũng phải đi từ từ. Đó, em phải đánh từ 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 vào chứ mà vô chụp tay cái là đó, dạ liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước rồi ra rồi cũng ngồi thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Như là anh rất là thiếu tình cảm. Thì vậy luôn chị. Có luôn. Sao mà chị đưa đúng tìm đen em luôn. Không giận như chị ta. Tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số lắp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Rồi bên này có động lòng không? Nghe phải cũng động được đó. Rồi, yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại đi coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Em cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu, đưa đây. Cái nào em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Mình giật tay nữa. Ờ. Quê vậy. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn sao vậy? Luôn, chạy vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không tha về đúng không? Dạ. Dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Đó, nghĩa là xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, tao có lưu xuống. Thì nói em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó. Em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Tao thả là thả. Thả. Giúp chỗ nào chụp đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc tại vì phải không, giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy. Anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ. Đúng rồi. Không quan tâm luôn, mổ qua mà đúng không. Cái đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ là cũng chuẩn bị bước qua rồi, được rồi, chuẩn bị bước qua 31 rồi. Ừ đó. Đó, thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người họ cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Nói, ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói, trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói, dạ rồi. Nói, rồi sao? Cái nói, thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà. Khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà dạ. Trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng mạn nhiều. Không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý, cảm thấy gần gần gũi. Dạ. Sau một quý tháng? Một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi, nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá đúng trị rồi. Đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tum, vô tròi. Dạ. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại giữ vì em nghĩ cuối. Bây giờ cũng sắp cưới rồi. À. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó cái tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. Dạ. Nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Cảm giác vui. Nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Rồi còn nói nhiều không? Cái bữa tối thì không nói. Cái bữa mà tắt đèn là không nói. Là hành động. Chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng vẫn... đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em là đàn bà luôn. Nói nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ sẵn thì kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè. Kỹ tính. Sạch sẽ. Ví dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta? Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai đó. Lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á,
người ta ăn nhậu đúng không, ảnh không có đâu, dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm, một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á, tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Dạ, có em giải nhỏ. Thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều, nói trời ơi con không được cho coi điện thoại, ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại, rồi bụi bặm đồ, nói chung là như con, nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Đó, em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á là em nói làm sao mà để ông dạ, đi à, nói ba ơi có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho nên là ba đã sang hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu. Của cháu dạ, cũng thành thói quen á. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, đang kể thật xấu ổng nha. Hay dê dê lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Mà đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa dạ. Nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không chứ lẽ ghen với học sinh? Em ghen với phụ huynh với học sinh. Đó. Tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy đó. Mấy tháng rồi? Con em ba tuổi. 3 tuổi. Dạ. Nó vô kiểu là đứng đồ nói chuyện. Nói chuyện với cô hả? Nói cứ nói như là mà phụ huynh á. Trao đổi với cô. Dạ, trao đổi là con nó sao sao á. Thì em ghen. Hạnh vô duyên tiếng của em ra làm sao? Đâu ghen ghen, có cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Rồi về là em im luôn. Vậy thôi. Về quê em nhiều khi em xách xe em đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi. Sợ mấy ông bắt heo á. Giống như là thả hổ, thả hổ về gừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn mà, mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Ghen nữa đó. Thì em là cái máu không là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì để ăn vô máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ đúng em. Rồi không biết sao luôn, biết cái này có thuốc chữa không nè. Cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá, nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen là bị máu chứ. Rồi đúng không? Dạ. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh đó, bây giờ mà em phải khui chứ. Tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ, tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ con máy còn mày. Đó. Rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà rồi cho nó sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe gì đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao hay là cố tình chống đối. Đó, không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp dạ. luôn. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37 37 rồi dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mới cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhé, anh ơi cho em nhé. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe. Với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa, nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không, nói thôi ngủ đi em. Trời rồi em bắt vợ em coi như là ăn dạ. ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời, có nghĩa trong 3 năm nay? Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch á. Dạ. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh.
cứ nữa nữa đi anh, ta thèm luôn á, người ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùm cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa, để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu, để trong hỏi em ơi cái đó đâu không có nhớ luôn. Đó là hay quên đó, cái tật đó là tật hay quên nữa đó. Cũng là một tật xấu á. Dạ. Mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi. Nha em yêu. Rồi tới em yêu đó. Là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô. Hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện, nhận chuỗi gì tới nơi là lo làm không, không lo ăn. Người hay uống những lon nước ngọt rồi đó. Uống cà phê với lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là cơm. Bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn nha. Tự nhiên ghen, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn. Tự nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mặc kệ ghen. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Dạ, hôm là ngày em tin chị đi, chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy lại. Nha, thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Bao nhiêu đó, hôm nay là quà sinh nhật. Bà trâu nữ. Trâu vàng, trâu và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn ạ. Hành động happy đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Dạ. Nè. Luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Tên Mai Văn Trung. Vô quán em ở Bình Định. Nhìn tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe, nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ồ. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Dạ. Công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược ạ. Công ty dược ạ. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Đó nữa, đây anh tài xế. Nhà này. Tài xế. Tài xế chắc là đi đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi giờ gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ chưa muốn. Ừ. Cố gắng kia này. Thôi chị đi ra rồi đó. Phía vợ. Để dẫn vô nhà mình nhé. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ. Dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được. Dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hủ, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Ừ. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, ấn tượng đầu tiên á là một vòng bông rất là to. Vòng bông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy? Dạ, khói. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi không? Xây một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay lại. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về đêm show.
ra tiếp. Ra tiếp nữa. Ủa là sao? Yeah. Em nói chậm chậm thôi. Tức là đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đâu đâu đi Ufer. Xin ba mẹ đi uống phơ. À cái gì? Là con nghĩa là uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phơ rồi đi. Là uống cà phê. Uống cà phê. Rồi. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao với mũi cười với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ, khoái quá. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Còn có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp từng tối vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại nói chị nghe coi. Chắc mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là xài đi ra mà. Giờ tao xem một tối gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Em ơi đang làm gì đó ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ có điện. Đúng không? Đúng không? Mới Zalo mới ngủ luôn. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mình nói chuyện xong ngủ luôn. Là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ ngủ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau. Nhưng mà sao chú? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Dạ. Rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ có dữ không? Nóng tính đó. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Nó bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lái lại đi cho chút mình về lại. Ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính rồi. Rồi. Chứ mình đầu đó nóng nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Rồi em đem cắt. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24 là cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, cho coi Facebook rồi coi. Này TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Mê làm chuyện kia bán thoại là làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ đâu không được đi. Dạ sáng không vậy? Được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có một ngày uống 2 ly được. Ôi anh uống có 1 ly. Không tốt nha. Thiệt.
Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. Yeah. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Em uống một bát sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Yeah. Yeah. Mà buổi sáng là rất tốt. Rồi gì nữa sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó, anh cũng quét lát chậu quét. Mà hay gươm lắm. Cô quét là gươm. Cái gươm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Yeah. Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều, với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang, khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nó bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Dạ. Nhảy vô trong họng á là chồng á. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết rồi. Em quýnh chồng miết rồi. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh rồi, rồi mời đi chơi. Thôi đi chơi. Ở nhà ngọc mình. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có dạ. Ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi ghen thì không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ trở qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Bom thì cũng đâu đường có tật xấu tốt, đó. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này, ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, liên thanh luôn hả? Rồi bây giờ em mong muốn xã thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Uống chung lắm hả? Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng rồi. Hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt lo việc nhà. Lo việc nhà. Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không? Mốt á con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cái dạ. Mình đỡ cực. Hiểu? Dạ. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con, mẹ tròn con vuông. Dạ vâng ạ. Em tưởng anh kiểm tra cái gì chứ. Hả? Gì? Trời ơi, nó cười được rồi, đúng không? Dạ rồi, mình di chuyển vào cánh gà đi nha. Mày quay à? Ủa, rồi sao ổng chọc
Rồi quay mình xong rồi. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng. Tiếp theo sau đây mời quý vị dành cả tay cho họ. Ở đâu? Nói như thế. Ở đâu? Còn ở Tuy Phước. À,
Rồi, mời bà xã của Hải. Lại hơn nữa xong rồi kêu con thấy con kêu không
chị đi mua cái bàn khác chị xài đi, không em không có sửa nữa. Mà lúc đó chị còn có bạn gái đúng không? Dạ lúc đó vẫn còn ạ. Sau đó rồi bắt đầu là vợ con là cứ dí con đi, con đi đâu là cứ dí, nhưng là cứ kêu ra xuống ăn. Con sửa kêu không mua bàn khác, cái bàn cũ rồi nó hơi hoài sửa thời gian sửa là tại vì tại công ty là làm nhà máy để chuyên là làm còn mấy món mà vậy thời gian là làm mấy món có thời gian nó làm. Và bỏ con cứ chiều thì như vậy nó nghe là cắt nghe đi, mắc mớ gì cho công ty biết bao nhiêu kỹ thuật, biết bao nhiêu người đàn ông không nhờ người ta sửa mà đi nhờ người đàn ông bạn gái rồi sửa. Tại vì không là mấy được cô mấy hơn là khi báo chị xưa đó, con kêu mấy anh kia mấy anh thì tôi chế với ông này à, kêu là em kêu nhỏ nó sửa đi chứ mấy anh là nhỏ có sửa mấy bạn, em kêu ông sửa chào ông chú, con kêu ông sửa một lần được. Con kêu bạn anh hơn kêu bạn thằng nhỏ, con kêu em anh ơi sửa mấy bạn cho chị đi nhé. Vậy đó nói vậy xem xưa được một lần nhưng cái miếng bạc nó bị sao chứ không hoài luôn giống như con vậy á. Không tin để sao cái con chế ông chạy cài rồi ông chốt con lét luôn, chốt con lét không xưa với con luôn. Con kêu là nếu như mà em không xưa thì chị đơn thì báo giám đốc là em chốt công việc nha, nhưng mà giờ mới chạy đâu để sao cái ông không có để ông xưa nữa. Con mới hỏi là em ơi em có người yêu chưa, ông im đôi em đôi ê có người yêu chưa đừng phải giỡn nó mà chạy nha, để xem cái em có được chị để ông thấy. Thì câu là con nói là thường là mấy cái người mà có người yêu rồi chứ ít ai nói là có người yêu đấy. Mà ông nội này chứ là có người yêu rồi cũng là con nghĩ là sẹo á. Con thì con nghĩ là thường là mấy cái thằng mà có người yêu rồi, do vậy con còn biết ông có người yêu rồi mà con chặt thâu. Con nói là thường là mấy người có người yêu rồi người ta nó có người yêu rồi cũng được nè, kiểu như là người ta thiệt thà á, chấp nhận là mình có người yêu rồi ấy, chứ chẳng là không dám nhận có người yêu đâu, cứ thua thêm bồ vậy đó. Từ đó con có cảm thấy không, không có bồ mà. Có bồ, đã có bồ, đã có bồ. Có nghĩa là chỉ muốn chọc thôi đúng không, muốn kẹo thôi đúng không? Dạ, tại vì là tại vì em chạy vô to đét, cho nên là con cố tình muốn chọc. Con cũng biết người bình định mà ra công ty con có hai người bình định không, với lại cùng quê con thấy tậu mấy người cùng quê vậy á. Rồi tới khi nào có kể tới cái giai đoạn hai đứa cùng bỏ bồ rồi sắp lại với nhau đi. Hồi đó nghe vậy xong cái con đi cũng con đem tấm hình lên Facebook này con quay tóc con chưa tóc mà. Chúng có chia tay bồ chưa? Chưa, chia tay. Không, bây giờ mình kể tới cái giai đoạn mà chia tay bồ rồi đó. Ờ, chia tay bồ đấy. Đấy xong cái ông chia tay bồ. Bữa đó là ông đi tất nhiên công ty con có ông thắc ông cũng hướng ông thích dơ mà ông thắc hay quá nên con mới quay video lại cho nhiều người với ông. Ông về nhà ông tin con cũng động tin con kêu là gửi cho anh cái video để hát đi cái công ty này nó vậy. Thì đó một em mà sao cứ kêu chị là em chạy xong con cũng gửi cho ông. Tự nhiên ít được sao những tin con rồi con đi cà phê con kêu là vậy cũng được em xem cái rủ đi cà phê đi em học rồi bên này là một tiên chừng mà tấu quá con lại phải đi má sáng nay tận ngày ông mưa rồi tự nhiên cái nhắn của ông kính sừng ông ấy ông thấy được cái nhắn đó tự nhiên ông quên hết cho con một coi vậy á, con nhớ hết cho cô nhưng mà trong lòng con hỏi đó khi biết cũng mới mất ông đâu cho một thời gian cũng mới mất ông đâu trong lòng cô cứ nhắn tin ông nói là thâu con gái mà đứa nào mà cũng muốn mình nước ở trong á, muốn ngọt ở trong á. Và bây giờ em giả bộ em xuống nước đây nữa rồi người yêu quay lại á, nhưng mà trong lòng chia tay đi, chia tay. Trong lòng á là cô chỉ muốn chia tay thôi. Trong lòng giả bộ là để tới với mình. Chia tay đi, nhưng mà giả bộ những tin là cũng nói là em bị ngọt em mang xuống nước em quay lại người yêu đi. Nhưng mà em đi. Có nghe lời là chị không? Dạ. Cuối cùng có nghe lời là chị không? Là lúc mà con bị
chia tay xong rồi con gửi cho bả rồi á, còn đi làm đó là bả cứ đi theo rồi bả kêu Thảo Thảo em vừa nó sưng và cái sốt gì đấy. Sao sao con nói là sao? Con kêu là Thảo Thảo tại lúc đi em con làm cái đám bự như nè, con vô lên công ty có ổng đi ngang và con chạy theo kêu em ai lúc kêu em tại vì em vừa có sưng và có sốt. Có sưng nè, bị cấm sưng mà em cũng có sưng nữa. Vậy là con là bỏ tình trước. Không, ông là người có tình, kiểu như là ông chia tay người yêu ông tầm 2 tháng rồi. Xem thì ông có nhắn tin con, ông nói là bé ơi là người yêu anh nha. Ôi. Cô kêu là đàn